Kính thưa quý vị, cũng tin từ London, về Roy Lichtenstein, công chúng đã quá quen thuộc với các tác phẩm của anh. Một đặc điểm không bao giờ quên của nghệ sĩ người Hoa Kỳ nổi tiếng này là bức tranh hoạt hình khổng lồ. Một triển lãm nghiên cứu lớn về họa sĩ tại bảo tàng tranh hiện đại Tate Modern ở London đã trưng bày các bức tranh nổi tiếng như Wham và Drowning Girl ngay tại sân khấu trung tâm. Cuộc triển lãm hầu như để lý giải làm thế nào mà Lichtenstein đạt được điều đó, cũng như việc ông đã đi về đâu. Ông Sina Wagstaff, giám đốc nghệ thuật hiện đại và đương đại tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, nói rằng người đàn ông này đã thoát khỏi ảnh hưởng của nghệ thuật truyền thống, kể cả ảnh hưởng của những họa sĩ vĩ đại. Giới nghệ thuật nhìn nhận ông là một họa sĩ hiện đại của thế kỷ thứ 20, cùng với Picasso, cùng với Matisse, Warhol, Jasper John và một số đồng nghiệp thời kỳ Oldenburg của thập niên 60. Nhưng những gì ông thực hiện lại rất khác bốn họa sĩ kia. Những gì ông làm là vẫn tiếp tục truyền thống trong hội họa, nhưng là làm theo một cách mới mẻ hoàn toàn. Những bức tranh mỉa mai, vẻ đẹp lý tưởng và tán dương bạo lực đến chủ yếu từ những năm 1960, ngay sau khi ông chia tay với trường phái ấn tượng trừu tượng và chuyển sang tranh về văn hóa đại chúng, bao gồm các giải truyện tranh và quảng cáo. Bước ngoặt đến vào năm 1961 với bức Mickey Look đang triển lãm tại bảo tàng Tate. Lúc Lichtenstein sao chép nhân vật hoạt hình đầu tiên vào năm 37 hoặc 38 tuổi. Bức tranh đó vào một cuộc triển lãm tại Gallery Leo Castelli năm 1962 đã làm cho ông trở thành một trong những nhân vật trung tâm của nghệ thuật công chúng Hoa Kỳ, nhưng tạo ra những cuộc tranh cãi giữa các nhà phê bình cũng như trong công chúng. Nhà triển lãm cho rằng đây đúng là thời điểm cho cuộc triển lãm này nhằm nhìn lại các nghệ sĩ pop theo một cách mới. Khi xem Lichtenstein, Warhol, Rosenberg, Oldenburg, tất cả họ đều theo trường phái nghệ thuật pop. Nhưng trên thực tế, tất cả họ đều tiếp cận và khai thác nghệ thuật này theo những phương pháp và chất liệu rất khác nhau, từ điêu khắc, sự kiện, sắp đặt đến hội họa. Lichtenstein qua đời năm 1997 ở tuổi 75. Kể từ đó, tầm vóc của ông ngày càng lớn, chỉ với một bức tranh sơn dầu quan trọng tại cuộc bán đấu giá. Bức Sleeping Girl đã được bán với giá là 45 triệu Mỹ Kim vào năm ngoái bởi nhà Sotheby's. Trong suốt sự nghiệp của mình, Lichtenstein đã tham gia đối thoại với các nghệ sĩ khác, từ họa sĩ đồ họa đến nghệ sĩ cổ đại Trung Hoa, và bước vào nhiều lĩnh vực nghệ thuật từ trường phái ấn tượng, đến lập thể, đến chủ nghĩa siêu thực. Theo Tate, Lichtenstein coi Picasso là nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ thứ 20. Lichtenstein đã giải thích về tác phẩm của ông đã dùng những nét chấm nổi tiếng để vẽ lại các bức tranh nhà thờ Rouen của Claude Monet. Những dấu chấm đã trở nên quá nổi bật đến mức làm mờ nhạt hình ảnh chính nó. Đó dường như là sự bắt chước một cách hài hước vì ông thực sự ngưỡng mộ Monet. Triển lãm Lichtenstein A Retrospective bắt đầu từ ngày 21 tháng 2 cho đến ngày 27 tháng 5 tại Tate Modern tại London.